và đây là chiếc điện thoại của mình hãng Samsung các bạn nhé bây giờ mình sẽ vào bộ sưu tập ảnh video à, có một tính năng này rất là hay mình muốn chia sẻ cho các bạn à, ví dụ cái bức ảnh này bây giờ mình sẽ xóa các cái vật thể trên bức ảnh này hoặc là các cái hình người một ai đó trên bức ảnh này à, rất là đơn giản à, ta chỉ việc ấn vào cái hình chiếc bút này tiếp theo ta kéo cái thanh bên phải này ấn vào chỗ hình bút tẩy này rồi tiếp theo ta chỉ việc chấm vào cái vật thể nào đó hoặc một hình người đây ví dụ mình xóa cái hình người của cô cô này đi ấn vào ấn xóa rồi đã mất à, rất là đơn giản hoặc là hình này hình người người này ấn vào xóa ok hoặc là hình này ta có thể xóa được đó rất là đơn giản và ta sẽ lưu bức ảnh này lại hoặc là có một bức ảnh khác ví dụ bức ảnh này à, ta cũng thể xóa đi ví dụ mình sẽ xóa cái anh bạn này đi ấn vào đây ấn xóa đó đã mất cái Tính năng này rất là hay trên chiếc điện thoại Samsung nhé Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mẹo Vặt và Thủ Thuật Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số tính năng rất là hay trên điện thoại di động Mà có thể một số bạn vẫn chưa biết Đặc biệt là những bạn đang dùng điện thoại của hãng Samsung Thì trên màn hình các bạn đang xem đây chính là chiếc điện thoại của mình, hãng Samsung Nó có những cái ứng dụng được uh, nằm ngang trên màn hình Mà có một số bạn cứ nhầm là mình đang sử dụng máy tính Nhưng thực ra đây là một chiếc điện thoại mình đã cho các cái ứng dụng nó nằm ngang ra. Và đầu tiên để cho màn hình nó nằm ngang ra như này thì các bạn hãy ấn vào cái dấu ba chấm này, ấn vào đây. Và chuyển xuống phần cài đặt. Cài đặt. Đây chúng ta kéo xuống phần bên dưới. Đây nó có chế độ xoay ngang, chúng ta bật cái này lên là nó sẽ xoay ngang màn hình. Ok. Đây là một cái tính năng. Rồi, tính năng thứ hai rất là hay. Đó là chúng ta có thể xóa ảnh. Xóa những cái vật thể trên ảnh chúng ta không mong muốn. Mình lấy ví dụ mình vào bộ sưu tập ảnh này. Bây giờ mình sẽ chọn tới một cái bức ảnh. Sau đó mình sẽ xóa. Đầu tiên ta sẽ ấn vào cái hình bút tẩy này và ta chạm vào cái hình người chúng ta muốn xóa và ấn xóa. Đó như vậy là mất, rất là hay. Tiếp theo ta muốn xóa tiếp, ta lại ấn vào đây. À, ví dụ mình sẽ xóa người áo đen này đi. Xóa. Rồi OK. B hoặc là xóa người người đang áo vàng này đi đó nếu như chúng ta dùng điện thoại Samsung thì chúng ta hãy thử nhé và tiếp theo một tính năng nữa cũng khá là hay là ta có thể dùng được hai tài khoản Facebook đây mình đang dùng hai tài khoản Facebook hai tài khoản Messenger và hai tài khoản Zalo hai tài khoản khác nhau các bạn nhé đó thì để uh, sử dụng được tính năng này thì chúng ta sẽ vào cài đặt và ta kéo xuống phần ta kéo xuống tính năng nâng cao ta ấn vào đây rồi ta kéo xuống phần là uh, bên dưới đây chúng ta kéo xuống phần này đăng nhập tài khoản thứ hai trong ứng dụng mạng xã hội của bạn yêu thích đây chúng ta ấn vào đây rồi ta có thể uh, dùng bật cái này lên hai facebook hai messenger hai zalo hoặc là quay chat chúng ta cũng có thể bật lên dùng hai quay chat nó rất là đơn giản ok và một tính năng nữa khá là hay ta có thể quay lại tất cả các cái thao tác trên màn hình điện thoại À, mà chúng ta không cần phải tải thêm ứng dụng gì vì Samsung đã trang bị sẵn chúng ta chỉ cần vuốt từ trên xuống dưới một đường đây chúng ta ấn vào trình ghi màn hình trình ghi màn hình ấn vào là tự động nó sẽ ghi lại và nếu như các bạn dùng uh, điện thoại uh, Samsung dòng nốt thì chúng ta có thêm cái tính năng có cái mũi tên màu hồng này chúng ta di đến đâu thì cái mũi tên này nó chỉ đến đó nó rất là hay à, cái này có một số bạn nhầm là mình đang sử dụng chuột của máy tính nhá à, thực ra đây chỉ là một cái À, tính năng của chiếc bút trên dòng nốt hãng Samsung các bạn nhé. Và một tính năng nữa rất là hay mà Samsung đã trang bị cho chúng ta đó là ta có thể gửi video độ phân giải cao hoặc là một cái video dài sang cho bạn bè người thân của mình mà không bị giảm độ nét xuống giữ nguyên độ nét của video gốc. đó mình lấy ví dụ một cái video của mình như này mình sẽ chia sẻ cho bạn bè mình à, bằng cách ấn vào link chia sẻ này tiếp theo mình sẽ ấn vào sau link này chúng ta ấn vào link đó, ok. Tiếp theo là ta sẽ sao chép cái link này. Sau đó chúng ta sẽ gửi cái link vừa sao chép sang cho bạn bè. Khi bạn bè mình nhận được cái link này. Sẽ ấn và tải về cái video từ cái link này về. Thì video rất là nét. Giữ nguyên video gốc. Nó rất là đơn giản. Mà các cái hãng khác mình tìm mà chưa thấy. Và...